Chào tất cả anh em nha. Bữa nay thì có một anh khách anh coi YouTube á, anh thiếu một cái mặt nạ, thiếu một mặt nạ chính chính. Bữa nay anh có được gọi mình để mình mua một cái mặt nạ lẻ nè. Thì nãy con ốc này nó có bị bể lủng luôn em, lủng mất tiêu cái này luôn. Thì mình có làm lại, anh nhờ mình làm lại. Thì đây nè, mình làm xong rồi nè. Đó. Mới xịt sơn lên nha nên nó còn bóng. Nè. Làm cứng cáp đàng hoàng nha. Cứng cáp đàng hoàng. Rồi ok. Rồi với mà hôm hôm mình có hứa với một anh khách là để test thử cái nhựa quem pha zin với nhựa quay thái, xem cái chất lượng của quem pha với quay thái như thế nào. Thì đây mình có một cái miếng mua rùa của quem pha đời này đời A cộng nè, màu nho nha, 205 đúng theo xe nha. Mình bẻ cho anh em thử nha. Đây bẻ nè anh em, đây giòn gụm nha anh em. Còn đây là một miếng quy thái để mình bẻ cho anh em coi. Không thể anh em nói miếng này còn bự phải không, để mình cắt ra. Anh em cầm mạnh tí nha. Đây, mình cắt nó cho nó nhỏ lại. Cắt đứt đầu đứt đuôi mà còn khoảng nữa ở chính giữa, còn khoảng nữa mà còn bẻ ra còn cực nữa nha anh em. Đây miếng này đủ nhỏ chưa, mình bẻ cho anh em coi đó. Nó rất là cứng nha, dùng hết sức luôn á. Còn cái kia hồi nãy mạnh dùng một lực rất là nhẹ thôi. Con này nè, không thể, cái miếng này là không thể bẻ được luôn nha anh em, rất là cứng luôn mà dù nhỏ xíu vậy nè. Ôi ôi rất là cứng luôn, chất lượng của quay thái, áo quay thái với quay pha theo xe chênh lệch trời vực nha. Đây anh em xem đó, giòn giụm. Con này bẻ rất là phê rồi. Sẵn đây mạnh mạnh xin chia sẻ với anh em này luôn, nếu mà thật sự anh em á mua đồ mạnh á thì cũng biết mạnh rồi. Nói chung là số điện thoại của mạnh á là số chính chủ xài đó giờ rồi. Anh em lên Zalo, Facebook hay là YouTube hay là Google anh em có thể search luôn, có số điện thoại của mạnh hết, gọi là ra thông tin của mạnh hết. Nên anh em nếu mà thật sự anh em mua đồ mà sợ mạnh lừa anh em 50% tiền cọc á, thật sự mạnh không lấy tiền đó làm gì đâu. Mới rồi mạnh đăng hai cái bình xăng, một bình bình xăng lớn á, là một bình xăng quay thái và một bình xăng quay mấy phu một bình xăng ba lỗ á, thì có một anh khách ở Huế ảnh mua một cái bình xăng quay thái thì luôn cái bát yên mạnh bán ảnh là 650, mà vô tình á là ảnh cũng coi YouTube này luôn nè, ảnh cũng coi YouTube để anh mua luôn nè. Thì ảnh chuyển tới 650 thì ảnh gọi alo mà anh cái mạnh chuyển lại cho ảnh là 1.500, ế 1.850.000 à, chỉ lấy đúng cái tiền bình xăng thôi đó. Là trong đó là có tiền ship luôn nha, 650 là có tiền ship luôn nha đó. Chứ thật sự mạnh đi lấy anh em 50% làm gì mà mỗi lần mà kêu anh em cọc món đồ 50% đi anh em đính thinh. Thật sự nếu mà không lấy mạnh kêu anh em cọc anh em không lấy, anh em cứ việc nói mạnh thôi mà bây giờ anh không lấy đâu mạnh ơi, hoặc là em không lấy đâu mạnh ơi, chứ cái này anh em đính thinh cũng khó xử cho mạnh. Ví dụ như anh em đính thinh mà có người khác hỏi giống như anh em mà ta cọc người ta bỏ tiền xuống thì sao, đúng không, ta bỏ tiền xuống trước anh em cái mạnh bán cái lúc đó mà mặc dù là anh em hỏi trước đó nhưng mà người ta bỏ tiền cọc xuống trước cái mạnh bán, anh em đính thinh cái mạnh bán cái quay lại la. Trường hợp này có rồi nha, có rồi chứ không phải không có, có nhiều trường hợp lắm. Anh em không chịu cọc mạnh đòi cọc cái anh em đính thinh là anh em không trả lời không trả vốn gì chân á, cái bắt đầu có người khác người ta nhảy vô người ta cọc thì mình ai cọc trước mạnh bán cho người đó trước thôi, chứ đâu phải là ai hỏi trước bán người đó trước, ai hỏi trước bán người đó trước là chết mạnh luôn á. Anh em không chịu cọc mà anh em không tin tưởng mạnh, mà trong khi đó mạnh xài số điện thoại chính chủ rồi, nhà cửa mạnh có đàng hoàng chứ đâu phải không có đâu. À, anh em ngại chuyện đó thì mạnh bán cho người cọc trước thôi, rồi anh em nhảy vô la mạnh, thật sự cái đó cũng quan cho mạnh lắm đó. Nên nếu mà thật sự anh em nào muốn mua hàng của mạnh thì khi mà có hàng anh em á, anh em cọc mạnh dám mấy dám ship nha. Thật sự mạnh cũng không biết anh em là ai, nhưng mà anh em biết mạnh nè, quan trọng là anh em biết mạnh là ai nè. Nhưng mà em mạnh không biết anh em là ai, tại mấy mấy ngàn con người người ta
YouTube này á mạnh ít, nhưng mà thật sự Facebook mình anh em kết bạn rất là nhiều luôn. Mà mạnh đâu biết mấy người đó là ai, ai đâu, ở đâu đâu. Rồi có những người mà chưa kết bạn nữa thì vô mua đồ mà không cọc thì sao cho mạnh dám xếp anh em, đúng không? Ít ra anh em phải cọc 10 20% giá trị đơn hàng, hoặc là cọc ít lắm mà cũng phải là tiền ship đi ship về. Ví dụ như cái món hàng đó tùy nặng nhẹ, rồi tùy vào cái nó có diện tích đóng thùng của nó bự hay nhỏ, rồi tùy anh em xa gần nữa. Ví dụ như có những món hàng ship nó lên tới 100.000 thì anh em phải cọc cho mạnh là 200. Thì sao nếu anh em không nhận hàng á thì tiền ship đi ship về 200.000 coi như anh em bỏ cọc, mạnh cũng cái tiền đó mạnh cũng trả lại bên phí vận chuyển thôi, chứ mạnh đâu có lấy anh em đồng bạc nào đâu, đúng không? Anh em không chịu cọc anh em cũng không nói mạnh luôn, thì thật sự mạnh cũng hay buồn mấy chuyện đó. Rồi cảm ơn anh em nha, thì hôm nay mạnh đó hàng xong rồi nè, nó quay cho anh em lại. Với cái thứ hai là test thử cái độ độ bền, độ cứng, độ dẻo của áo quay thái với áo quay ba. Đây là đồ hàng thô xe mà nó có vậy nha anh em, và hàng mới anh em nghĩ như thế nào đó. Cái thứ ba nữa là cái vấn đề mà anh em cọc hay không cọc. Nếu mà thật sự không cọc cũng nói với mạnh tiếng, có nghĩa là họ đã hỏi mà mạnh có hàng mà anh em không cọc cũng nói với mạnh tiếng để mạnh biết mạnh bán cho người khác. Chứ anh em mà kêu anh em cọc mà anh em nín thinh nè, rồi người ta lợi người ta hỏi trước, người ta 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 hỏi sau, nhưng mà người ta cọc chịu cọc, ta cọc trước anh em thì mạnh bán như người đó thôi. Rồi quay qua anh em đừng có la mạnh giùm cảm ơn nha, chứ anh em mà la nói mạnh nữa là chết mạnh luôn á. Rồi cảm ơn anh em.